156, chuyện hoàng tử có tâm thâu phục. Tiền thân Alina Sita. Chính nhờ tâm thâu phục. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Câu chuyện sẽ được nói lên trong chương 11, tiền thân Samvara, số 462. Bậc đạo sư hỏi, có phải chăng ông đã thối thất tinh tấn? Tỷ kheo ấy trả lời, có thật, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư nói với vị ấy, này tỷ kheo, thuở xưa, chính ông đã tinh tấn lấy được vương quốc thành Ba La Nại, cách xa 12 dặm, và đã giao vương quốc ấy cho một đứa trẻ như cho một miếng thịt. Và nay, vì sao ông đã xuất gia trong giáo pháp giải thoát như vậy, lại thối thất tinh tấn? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, có một làng thợ mộc không xa thành Ba La Nại bao nhiêu. Tại đó, có 500 người thợ mộc ở. Họ đi thuyền ngược dòng sông, đốn cây góp lại để làm sườn của những ngôi nhà một tầng hoặc hai tầng. Họ đánh dấu tất cả các khúc gỗ, kéo gỗ đến bờ sông rồi đem lên thuyền chở về thành. Những ai muốn ngôi nhà thế nào, họ làm đúng như vậy, rồi lấy tiền để sinh sống. Trong khi họ đang làm việc như vậy, thì một con voi đạp phải một miếng dăm gỗ vụn của cây keo. Miếng dăm gỗ ấy đâm vào chân con voi, làm cho nó rất đau đớn. Chân nó bị sưng lên và làm mủ. Con voi nghe tiếng đốn cây suy nghĩ, ta có thể nhờ những người thợ mộc này làm cho lành chăng? Nghĩ vậy, nó liền đi ba chân đến gần đám thợ mộc và nằm xuống. Những người thợ mộc thấy chân nó sưng, đi đến xem thì thấy miếng dăm gỗ. Họ lấy một con dao sắt cắt xung quanh miếng dăm gỗ, cột dây, kéo bật miếng dăm gỗ ra, lấy hết mủ, rửa với nước nóng, và sức với nước thích hợp. Không bao lâu thì vết thương được lành lại. Con voi lành mạnh suy nghĩ, nhờ những người thợ mộc này ta được sống lại, nay ta cần phải trả ơn họ. Từ đó trở đi, con voi nhổ các cây, giúp những người thợ mộc lăn tròn các khúc cây hoặc giúp họ đẽo gỗ. Hoặc nó mang đến cho họ bất cứ dụng cụ nào họ cần và cầm mọi vật bằng chiếc dòi một cách cương quyết không sờn lòng. Vào giờ ăn, những người thợ mộc mỗi người đem đến một phần ăn và con voi được cả 500 phần. Bấy giờ con voi ấy có một con voi con toàn trắng, một con voi thuần chủng tuyệt đẹp. Voi cha suy nghĩ, ta hiện tại đã lớn tuổi, nay ta nên cho con ta làm các công việc giúp họ. Vì vậy, không thông báo cho những người thợ mộc biết, nó đi vào rừng, dắt voi con ra và nói với họ. Voi con này là con của tôi. Các người đã giúp tôi, nay tôi giao nó cho các người, như trả tiền, chữa trị. Bắt đầu từ nay, nó sẽ làm cho các người. Rồi nó dạy con, bắt đầu từ nay. Những việc gì cha đã làm, con hãy làm thế. Voi cha nói xong, để voi con ở với những người thợ mộc, rồi đi vào rừng. Từ đó, voi con phục tùng, làm theo lời nói của những người thợ mộc, kham nhẫn chịu đựng tất cả mọi công việc, và họ nuôi nó với 500 phần ăn, như họ đã nuôi voi cha. Khi voi con làm xong công việc, nó xuống sông chơi rồi trở lại. Những đứa con của người thợ mộc thường nắm dòi nó và chơi với nó dưới nước và trên bờ. Thời ấy, các con voi, con ngựa được loài người thuần hóa, không đi đại tiện hay tiểu tiện ở trong nước. Do vậy, con voi không đại tiện hay tiểu tiện trong nước, chỉ đại tiểu tiện ở ngoài, trên bờ sông. Một hôm trời mưa, một bãi phân khô của voi này rơi xuống sông, trôi đến bến nước của thành Ba La Nại, mắc vào một bụi cây và đứng lại. Những người nài của vua dắt 500 con voi đến để tắm. Khi các con voi ngửi mùi bãi phân của con voi thuần chủng, không một con voi nào chịu xuống sông, chúng cong đuôi lên và cắm đầu bỏ chạy. Những người giữ voi báo cáo lên những người huấn luyện voi. Những người này nói, chắc có gì chướng ngại trong nước. Họ ra lệnh làm cho sạch nước thì thấy bãi phân của con voi thuần chủng ở bụi cây ấy và biết được đây là nguyên nhân của sự việc. Họ đem đến một cái chum chứa đầy nước, chà nát bãi phân ấy và rưới nước sạch,
lên trên thân các con voi. Thân các con voi trở thành có mùi thơm. Lúc bấy giờ, các thuyền bè cột lại, đi ngược dòng và đến chỗ những người thợ mộc ở. Voi con chơi trên sông, nghe tiếng rống, liền đến gần các thợ mộc. Họ liền đi đến đón vua và thưa. Thưa thiên tử cần loại gỗ nào? Cần gì, ngài lại đến đây cho nhọc, sao không đưa tin báo cho chúng thần đem về? Này các khanh, ta đến đây không phải vì gỗ, ta đến vì con voi này. Thưa thiên tử hãy bắt nó đem đi. Nhưng con voi không muốn đi. Vua hỏi, này bạn voi, bạn muốn gì? Thưa thiên tử, hãy đem tiền cho những người thợ mộc này, đã nuôi dưỡng tôi. Tốt lắm, này bạn. Vua ra lệnh đem lại 100.000 đồng tiền vàng, và cho đặt gần 4 chân voi, và đuôi con voi, với đống tiền ấy, nhưng con voi vẫn không đi. Nó đòi cho mỗi người thợ 1 cặp áo, cho những người vợ vải đủ để mặc, cho trẻ con tiền nuôi dưỡng. Rồi con voi quay mình lại, nhìn và chào những người thợ mộc, những người đàn bà và những đứa trẻ, rồi mới ra đi với vua. Vua đem voi về, đi vào thành, vua cho trang hoàng thành phố và chuồng voi, bảo con voi đi vòng quanh thành, rồi đưa con voi vào chuồng và trang hoàng chuồng voi thật lộng lẫy. Vua làm lễ quán đảnh cho voi, phong cho nó làm dương tượng, đặt voi vào hàng bạn thân của mình, cho voi nửa vương quốc và lo săn sóc con voi như săn sóc chính mình. Từ khi con voi đến, toàn cõi Diêm Phù Đề, tức Ấn Độ, nằm trong tay trị vì của vua. Theo thời gian Bồ Tát nhập mẫu thai của bà Chánh Hậu, khi bà Hoàng Hậu sắp sửa sanh, thì vua mệnh chung, sợ rằng nếu con voi biết được vua mệnh chung, chắc quả tim nó có thể dở ra, nên người ta không nói gì, cho con voi biết và vẫn hầu hạ nó như trước. Nhưng ông vua láng giềng, vua xứ Kosala, biết được vua kia đã băng hà, suy nghĩ, vương quốc đã trống không, liền đi đến với một đạo quân lớn và dây hãm thành. Quân bảo vệ cho đóng cửa thành và đưa tin cho vua Kosala. Hoàng hậu của chúng tôi sắp sanh, từ đây đến 7 ngày, bà sẽ sanh con. Những người đoán tướng số đã nói như vậy. Nếu hoàng hậu sanh con trai vào ngày thứ 7, chúng tôi sẽ giao chiến, không nhường vương quốc. Vậy, hãy đợi cho đến ngày ấy. Vua Kosala chấp nhận, vào ngày thứ 7, hoàng hậu sanh được 1 hoàng nam. Đến ngày lễ đặt tên, thái tử được đặt tên hoàng tử có tâm thâu phục, vì người ta tiên đoán hài nhi ra đời, để thâu phục nhân tâm. 7 ngày sau, khi thái tử sanh, toàn dân giao chiến với vua Kosala, vì thiếu người lãnh đạo, nên khi giao chiến, quân đội dù lớn cũng dần dần thất thế, và thối lui, các đại thần trình sự việc này lên hoàng hậu. Tình thế thật hiểm nguy, quân đội bị thất thế thối lui. Chúng tôi sợ thất trận, vua đã mệnh chung, hoàng tử mới sanh, nhưng vua Kosala kéo quân đến giao tranh, còn dương tượng bản thiết của vua, chưa hay biết gì. Tâu hoàng hậu, chúng tôi muốn tin cho con voi ấy biết, xin chờ ý kiến hoàng hậu. Hoàng hậu chấp thuận, trang điểm cho thái tử, đặt nó nằm trên một tấm vải mịn, từ lâu đài đi xuống với các đại thần dây quanh, đến chuồng con voi. Đặt thái tử nằm dưới chân voi và thưa. Thưa chúa voi, bạn của chúa voi đã mệnh chung, chúng tôi sợ chúa voi dở tim nên không tin cho chúa voi biết. Đây là con trai của bạn chúa voi, vua Kosala đã đến bao dây thành, giao chiến với con của bạn chúa voi, và quân đội phải thối lui. Hoặc là chúa voi giết con của bạn mình, hay là lấy lại vương quốc cho con của bạn mình. Ngay lúc ấy, con voi lấy cái vòi rờ thái tử, đỡ nó lên, đặt lên trên đầu mình, và than khóc, lớn tiếng, rồi đỡ thái tử xuống, đặt nó nằm trong tay bà hoàng hậu, đi ra khỏi chuồng voi và nói, ta sẽ bắt sống vua Kosala. Các đại thần mặc áo giáp cho voi, trang hoàng mình voi và mở cửa thành, dây quanh con voi và hộ tống nó ra trận. Con voi ra khỏi thành, liền rống lên. Làm cho quần chúng khiếp sợ bỏ chạy, và đánh tan quân thù, rồi nắm chõm tóc của vua Kosala,
bắt vua đặt nằm dưới chân thái tử. Một số người đứng dậy muốn giết vua Kosala, còn Voi ngăn chặn và thả vua ấy đi với lời khuyên: bắt đầu từ nay, chớ phóng dật, chớ kiêu ngạo vì nghĩ rằng hoàng tử còn trẻ. Từ đó trở đi, toàn cõi Diêm Phù Đề đều nằm trong tay Bồ Tát, và không một kẻ thù địch nào dám nổi lên chống đối. Và lúc 17 tuổi, Bồ Tát được làm lễ quán đảnh, trở thành vị vua với tên Tâm Thâu Phục, trị vì nước đúng chánh pháp, và khi mạng chung, được sanh lên thiên giới, làm đông đảo hội chúng chư thiên. Khi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, là bậc chánh giác, ngài nói lên hai bài kệ: chính vì tâm thâu phục, đội quân lớn hân hoan, bắt vua Kosala, tham lam không biết đủ, với những gì mình có, làm quân đội bằng lòng. Cũng vậy, vị tỷ kheo, tinh cần nương tựa đủ, tu tập, theo thiện pháp, đạt an ổn khổ ách, tuần tự chứng đạt được, đoạn diệt mọi kiết sử. Sau khi bậc đạo sư trình bày các sự thật tối thượng, đưa đến đỉnh cao là Niết Bàn bất tử, ngài cho biết như sau: khi kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất đã chứng quả A-la-hán, và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, bà mẹ là hoàng hậu Maya, vua cha là đại dương Tịnh Phạn, con voi lấy lại quốc độ rồi dâng cho thái tử là tỷ kheo thối thất Tinh Cần. Cha của con voi là Xá Lợi Phất, và thái tử có tâm thâu phục, chính là ta vậy.